Đây là với ổ bệnh. Đẹp trai phải đưa lên đi. Nó phỏng vấn chứ. Mới lại ghi là dưới đây người chỉ thích người khác chữa chứ không biết không thích học chuyện trần. Hôm đầu tiên đến khập khiễng đúng không anh? Đúng rồi. Đâu, anh mô tả lại cho em. À, hôm trước mình đến nhưng chân mình bị sưng này, đau lắm, đi lại lên cầu thang còn đau, nhói cơ. Bây giờ ngon như. Bây giờ đi lại rất là dễ chịu, thoải mái. Sau bao nhiêu ngày? Sau nó khoảng chục ngày nhỉ? Nhưng mà bỏ ngày. Cách quãng đâu có được thường chục xuyên. Dễ chịu hẳn, chân nó hết viêm, không phải đi hút dịch nữa. Bây giờ thích quá lúc nào bấm hết khắp mặt đầu chân. Phát hiện ra đau nhiều quá nên châm. Càng bấm càng trường thích. Hợp này là hiệu quả lắm đấy. Hình như mà có cái không đều. Gai khớp khối không? Không đều. Đầu là gai này, sau là gai thì không phải là khớp gối không mà không cổ gai lưng, chứ. Cổ lưng cổ. Gai mấy đốt L1 đến L4 đấy. Gai sau đấy. Đó là uống bà phi thì bà ấy bấm xong uống nước dền gai khoảng một tuần nhỉ? Khoảng một tuần. Ừ. Đỡ hẳn đi đấy. Rồi đang bấm để tiêu viêm giải độc cho nó hết hẳn cái dịch ở chân này. Dịch lại dễ chịu hơn. Viêm khớp gối này. Phù thủng ở đầu gối này. Một ổ bệnh. Còn ổ bệnh như thế mà nó giảm đi. Còn mấy bệnh nữa chưa dần dần. Quẳng xuống ao hết rồi. Chưa dần dần. Đấy, bà già thì bà giỏi ghê cơ. Cái đó đừng ca ngợi bà già. Bà già này hơi bị giỏi nữa khác. Không tưởng tượng nổi. Nhanh nhẹn thông minh mà sáng trí. Đấy đấy, khiếp. Nịnh cô đến thế thì thật mà. Thật đến chịu đấy. Hơi bị hâm mộ nữa. Ừ, hơi bị hâm mộ. Hôm nay anh đi thế nào rồi? Đi rất dễ chịu hẳn mà. Nhưng mà lát anh đang muốn đi Châu Đốc nữa đấy. Anh nghiện. Ok, được rồi, tí làm nghiện món Châu Đốc. Ai đề nghị xương khớp nhờ đến đây nhé. Cảm ơn.